nghe nói có một người đàn ông tên là Thomas. Anh ta sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong thang máy. Thang máy sau khi dịch chuyển trong vài phút thì đột nhiên dừng lại. Sau đó phía trên mở ra một cánh cửa, bên cạnh cửa có một nhóm đàn ông hết sức vui mừng. Nhóm đàn ông này kéo Thomas từ trong thang máy ra, bày tỏ chào mừng Thomas tới. Thomas nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh anh thế mà dựng nên một bức tường cao, bên trong tường là một đồng cỏ với rừng cây nhỏ. Thomas không biết đây là nơi nào, cũng không biết mình vì sao lại đến đây. Anh muốn nhớ lại, nhưng phát hiện không nhớ được gì. Thomas lúc này mới ý thức được, ký ức của mình bị người ta xóa đi. Anh chỉ nhớ mình tên Thomas, đang nghi ngờ, một người đàn ông tên Anbi tìm Thomas, nói vị trí hiện tại của họ là đang ở trung tâm của một mê cung khổng lồ. Mê cung có một cửa, sáng mở tối đóng. Không ai biết mê cung này là do ai tạo ra, chỉ biết mỗi tháng thì sẽ có một người đi đưa đến đây, Thomas chính là người mới được đưa đến của tháng này. Hơn nữa, mỗi người trong này đều bị xóa đi ký ức, không nhớ gì về quá khứ. Anbi đề nghị Thomas, đừng nghĩ nhiều, xem nơi này là xã hội không tưởng. Sống thật tốt, Thomas lúng túng, chỉ đành chấp nhận kiến nghị của Anbi. Đến đêm hôm sau, Thomas nhìn thấy hai người ở cửa mê cung. Sau khi tìm hiểu, hai người này là dũng sĩ được chọn ra, phụ trách vào mê cung tìm lối ra. Nhưng, bọn họ đã tìm 3 năm rồi lại luôn không thể tìm được lối ra. Chóp mắt, đến buổi sáng, lúc Thomas ở trong khu rừng nhặt củi, đột nhiên bị một người đàn ông tên Nút tấn công. May mà được người khác khống chế lại để Thomas thoát ra được. Thế, Nút sao lại tấn công Thomas? Hóa ra, Nút là một dũng sĩ, hôm qua lúc thăm dò mê cung thì ở bên trong bị thương, trúng độc, mất đi thần trí. Vì để đề phòng Nút tiếp tục làm bị thương người khác, đêm hôm sau lúc cửa mê cung đóng lại, mọi người đẩy Nút vào mê cung. Mọi người đều biết, ở trong mê cung một đêm thì sẽ có quái vật xuất hiện, bọn họ muốn mượn quái vậy để loại trừ Nút. Lại một ngày trôi qua, buổi sáng lúc mê cung mở cửa, Anbi với một người đàn ông tên Mino vào mê cung làm nhiệm vụ thăm dò ngày hôm đó. Ai ngờ Anbi ở bên trong bị thương, hôn mê. Mino cõng Anbi khó khăn đi ra cửa mê cung, nhưng cửa mê cung lại từ từ đóng lại. Thomas thấy cảnh này, lập tức xông vào, muốn giúp Mino. Ai ngờ không giúp được Mino, còn nhốt mình trong mê cung. Sau đó, trời tối dần, trong mê cung vang lên một tiếng kêu, Thomas biết là quái vật đến. Mino nói với Thomas, đến đêm, trong mê cung có quái vật. Những bức tường này sẽ dịch chuyển, không chú ý thì sẽ bị kẹt chết. Thomas nghe thấy thì nghĩ ra một cách, sao không lợi dụng những bức tường dịch chuyển này để chống lại quái vật. Đã quyết định, Thomas lập tức làm. Anh lấy thân mình làm mồi nhử, thành công dẫn dụ quái vật vào. Một bức tường chuyển động, đè chết quái vật. Như thế, Thomas với Mino sống tiếp, còn mang theo Anbi ra. Đây là lần đầu tiên có người còn sống khi ở trong mê cung một đêm. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, càng khiến mọi người kinh ngạc là chưa đến một tháng, lại có một người mới được đưa lên, cùng người mới bị đưa đến. Còn có một tờ giấy, phía trên viết, người này là người cuối cùng. Mọi người muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quy luật và quy tắc trước đây vì sao lại thay đổi? Thomas đề nghị tìm đáp án trên người con quái vật đó. Như thế, các dũng sĩ tìm đến con quái vật đã chết. Từ trên người quái vật tìm thấy thiết bị nhân tạo. Cũng chính là nói, con quái vật này là do người tạo ra. Đồng thời, bọn họ còn phát hiện một số trên thiết bị. 7. Mino nhớ, lúc anh đang thăm dò mê cung, từng nhìn thấy số 7 trên tường. Lẽ nào, quái vật này đến từ khu vực số 7? Vì để tìm ra, Thomas với Mino mang cỗ máy đến khu vực số 7, khiến bọn họ kinh ngạc là cỗ máy đến khu vực số 7 thì phát tiếng tích tích, hơn nữa càng hướng về một nơi thì âm thanh càng lớn. Rất nhanh, bọn họ dưới chỉ dẫn của cỗ máy tìm được một hang. Lúc bọn họ muốn vào thăm dò thì tường đột nhiên biến hóa. Hai người thấy thế, chỉ đành tạm thời rời khỏi khu số 7, chạy ra khỏi mê cung. Có lẽ hành động của bọn họ chọc giận thế lực đằng sau. Đến tối, mê cung đột nhiên mở mấy cửa ra, sau đó mấy con quái vật từ trong cửa xông ra, bắt đầu tàn sát bọn họ. Tàn sát hơn một tiếng, hơn một nửa bị quái vật ăn. Chỉ có số ít còn sống. Đến hôm sau, Thomas đột nhiên nhớ lại sự thật. Hóa ra, mê cung này là một thí nghiệm, người trong mê cung đều là vật thí nghiệm. Nhưng Thomas nhớ, mình vốn là nhân viên nghiên cứu, nhưng vì sao cũng thành vật thí nghiệm? Vì để tiếp tục tìm ra sự thật, Thomas quyết định tiếp tục thăm dò khu vực số 7. Anh thuyết phục một số người, theo anh lần nữa vào mê cung. Nhanh chóng đến khu số 7, không may, bọn họ gặp phải một con quái vật. Không còn cách nào, bọn họ đánh nhau với quái vật. Vì bọn họ nhiều ngược, một nhóm phụ trách ngăn quái vật, một nhóm phụ trách cầm cỗ máy thăm dò hang, hai bên phối hợp, cuối cùng thật sự tìm được lối ra. Như thế, người may mắn thoát khỏi mê cung đến được sở nghiên cứu. Khiến bọn họ kinh ngạc là nhân viên nghiên cứu trong sở nghiên cứu đều bị giết. Trong sở nghiên cứu bề bộn, lúc này, một đoạn video được phát trên màn hình. Trong video là một phụ nữ, tự xưng là người phụ trách thí nghiệm này, bà nói với người may mắn còn sống sẽ tiến hành thí nghiệm này vì loài người trên thế giới bùng phát một loại virus đáng sợ, chuyên tấn công não người, tỷ lệ chết rất cao. Nhưng có một số người trời sinh miễn dịch với virus. Vì để nghiên cứu não người miễn dịch, tìm được cách khắc phục virus, mới tạo ra thí nghiệm này, ý đồ nhằm dùng mê cung với quái vật để kích thích não người miễn dịch, lấy số liệu não hoạt động. Nhưng thí nghiệm có thể phải thất bại rồi, vì có một tổ chức khủng bố chiếm sở nghiên cứu, đang giết người nghiên cứu. Nói đến đây, người phụ nữ cũng giơ súng tự vẫn. Lúc này, một nhóm phần tử khủng bố xông vào, trói nhóm người còn sống, đưa bọn họ rời khỏi sở nghiên cứu. Thật ra những phần tử khủng bố này là giả.
Trong sở nghiên cứu không hề bị tập kích, người phụ nữ phụ trách đó cũng không chết. Bà ta diễn màn kịch này là vì để mê hoặc người còn sống. Sau đó tiến hành thí nghiệm giai đoạn 2 với họ. Câu chuyện từ bộ phim Giải Mã Mê Cung, tôi là Review Chất. Các bạn thích Review Chất thì nhớ nhấn follow, chúng ta kỳ sau gặp. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.